Xin chào bạn, thì hôm nay mình có dịp cũng xuống vườn bứng cái phô Hồ Chí Mỹ các bạn. Theo lịch thì hôm nay mình sẽ bứng về khoảng trên dưới 200 cây vậy nè. Thì phô Hồ Chí Mỹ vẫn rất là quái luôn. Bứng sáng giờ, anh em bứng sáng giờ cũng được bờ rồi. Và cây thì anh em đang tập trung đó các bạn. Đang tập trung quấn quấn cũ lại nè. Cây cũng rất là đẹp trai nha anh em. Thằng này thì thằng này đẹp trai hơn đó nha. Này cũ đặc luôn ha. Cái con phum đế nó sổ rất là dài luôn nè. Dài khoảng hơn 2 gang tay mình mà. Còn những đám kia thì tập kết rồi bạn, chuẩn bị chúng cho nó xuống xuồng nha anh em. Xuồng vận chuyển về. Khui hàng cho anh em xem thử cái này thử đây. Quái á. Đều luôn không, bên này có bị bọng nha, này bị mình đã bị thiếu cọng rễ rồi, được mặt tiền đẹp nha. Đó, okay. Vậy mình nhìn xem sơ sơ được rồi, về nhà xong rồi mình mới vệ sinh đi ba. Đường kính của đế nó khoảng gang tay mình mà, cảm rất là đẹp nha anh em. Được. Đó cũng được mà điều đó bị lỏng. Này mình vào mình tập kết để mình quấn cũ rồi các bạn. Mấy cái này nó lâu ngày nó nở đế nó nứt thùng nè. Giờ mình sẽ quấn lại để mình vận chuyển về không bị chạy cũ nữa nè. Và khúc này là về đến vườn các bạn. Đây thì anh em đang tập trung xuống đẩy vô nha anh em. Cái này thì ngày mai mình sẽ lên video khui cây ra rồi lên video báo thông số cho anh em sau nha. Đây mình sẽ khui số cây luôn các bạn. Số cây chuẩn bị video cho anh em ngày mai luôn nha. Sau quá trình dài khui mình đã khui được một số cây rồi các bạn. Này mình chuẩn bị cắt tỉa vệ sinh và chuẩn bị lên video cho các bạn xem luôn nha. Tao khui cây của mình ra tí nha. Đây cây này mới khui xong chưa dọn các bạn. Cây này cái cũ nó cũng phồm đế nó cũng cao nữa nè. Này đế thẳng. Chuẩn bị cây đó, sáng mai mình quay. Khung đế nó sổ rất là cao nè, 1 gang. Hơn 2 gang tay mình mà. Rồi đợi đây xíu mình cắt tỉa lại. Đẹp trai không? À, cây nãy mình khui rồi. Đây là cây nãy. Thằng này như nó bị lép bên đó bạn. Bên này nó bị lép anh em, có bên kia đặt mặt tiền bên kia đẹp hơn. Đâu vậy bạn, kia coi thử nha. Mặt này đẹp trai các bạn. Mặt này quá đẹp luôn, mặt này cái đế quá bự. Còn bên kia nó bị lép. Rồi, còn nguyên đống cây này thì mình sẽ lên được cả chục video mới hết các bạn. Đây mình dựa đây để xuôi từ từ nè. Mỗi ngày mình làm mấy chục cây thôi các bạn.
Còn cây này dưới ruộng nó bị chuột cắn nè, nó bị chuột cắn thì cái lưng nó bị đóng mối luôn. Qua cái này mình đem mình trồng lại nè, bị lỗi mình đem mình trồng lại. Còn đây con này con đổ dán đổ vip á. Rồi mình kết thúc video tại đây, ngày mai mình sẽ quay về lên video cho các bạn xem sao nha.